Lớn lên trong gia đình có truyền thống ba đời nghệ sĩ, nhưng Thanh Hằng không hưởng được mái ấm gia đình trọn vẹn khi cha mẹ ly hôn. Năm 16 tuổi, Thanh Hằng kết hôn với một người làm nghề sắp ghế trong sạp hát. Cuộc hôn nhân đầu tiên đầy nước mắt, đi kèm những trận đòn không tiếc tay cuồng từ người chồng vũ phu. Cách trốn tránh duy nhất của Thanh Hằng là chạy lên sân khấu hát để được an toàn, bởi vì chị biết khi mình bước lên sân khấu sẽ là những trận đòn không thương tiếc từ chính chồng chị. Ngay từ đầu chương trình, Thanh Hằng rơm rớm nước mắt chia sẻ, ai cũng mong muốn có được một hạnh phúc, nhưng cuộc sống đưa đẩy khiến hôn nhân tan vỡ. Hạnh phúc khó tìm đối với người nghệ sĩ, vì vậy khi gặp được mối nhân duyên lần hai, Thanh Hằng càng trân trọng người đàn ông sau này của mình và chấp nhận theo anh sang Úc xây dựng một mái ấm mới. Năm 2001, cô đào số 1 của sân khấu cải lương từng bất ngờ sang Úc định cư, đánh đổi hào quang sân khấu để mang lại những tương lai tốt hơn cho các con. Thời điểm đó cũng là sự nghiệp của Thanh Hằng rực rỡ nhất, nữ nghệ sĩ bộc bạch, sự nghiệp đang đỉnh cao, nhiều lời mời biểu diễn nhưng phải tìm cách từ chối vì chuẩn bị cho các con đi học. Người ta để ý mình thì mình phải hy sinh lại cho người ta. Nữ nghệ sĩ còn có tâm niệm rằng cuộc đời làm mẹ chỉ có sự hy sinh thôi, làm vợ cũng cần hy sinh, có hy sinh mới có hạnh phúc. Bằng tình yêu của người mẹ, người vợ, Thanh Hằng chấp nhận đánh đổi niềm đam mê của mình vì con cái. Thanh Hằng nghẹn ngào hồi ở Việt Nam, từ 6 giờ sáng đã dậy để đi quay, diễn, thu âm, về đến nhà cũng 2 giờ sáng. Khi qua Úc đêm đầu tiên, nửa đêm giật mình dậy, cứ mơ mơ là mình đang trễ tuồng. Từ một nghệ sĩ nổi tiếng, quen thuộc với ánh đèn sân khấu, khóc cười cùng mỗi đêm diễn cũng như tiếng hò reo của khán giả, Thanh Hằng lui về cuộc sống bình lặng của một người nội trợ lao động vất vả nơi xứ người, nuôi các con ăn học. Nữ nghệ sĩ tiết lộ chỉ trong vòng 6 tháng đầu tại quê người, chỉ sụt cân liên tục từ 68kg xuống còn 49kg chỉ vì quen với việc đứng trên sân khấu, qua đó chỉ có 4 bức tường, công việc chính cả ngày cũng chỉ có đón con và nấu ăn. Lần đầu xa quê, Thanh Hằng khá vất vả để tập quen với nếp sống mới, từ việc học tiếng Anh, tập lái xe, tìm việc làm, thậm chí chị từng còn phải cọ qua lét, làm cơm hộp đi giao, bán trái cây dạo ngoài đường, làm neo để kiếm thêm thu nhập. Lùi về cuộc sống nội trợ nhưng lượng nghề vẫn chưa bao giờ tắt, chỉ cần nghe thấy giai điệu quen thuộc ngày xưa là nước mắt tự nhiên ứa ra, nữ nghệ sĩ tâm sự, đi ngang qua mấy shop, có bán băng đĩa chương trình, bên mình thì nhiều lắm. Nghe từ xa có tiếng vòng cổ, tiếng đàn vang lên là phải lùi lại chùi nước mắt. Tại Texo, Thanh Hằng còn chia sẻ câu chuyện do chính bản thân chứng kiến về cuộc đời số phận của một nghệ sĩ cải lương nghèo. Vì cuộc sống đưa đẩy phải bán vé số nuôi con, Thanh Hằng bày tỏ, tôi nghe mà nước mắt tôi chảy vì hiểu được cảm giác không được đứng trên sân khấu hát hàng đêm nhiều lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.